Đây là bức tranh về cây kẹo dẻo. Video ngày hôm nay mình xin phép được vẽ về tác phẩm này để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng mọi người xem video thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.